Rồi, hôm nay là tác phẩm đầu tiên của chị học viên 55 tuổi đó. Đây là tác phẩm hoàn thành gọi là đầu tiên luôn. Tim vải nha, cũng to lắm á. Hình vẽ này là hình vẽ thật á, giống như là cái kích thước trên áo dài luôn á. Rất là to. Cái bàn của mình là to cả mét rồi mà cái hình vẽ này cũng gần như cái bàn đúng không? Gần cái bàn luôn đấy. Thì cái hình vẽ này á, là để người ta áp dụng lên cái tà áo dài hả chị? Cái đài trước áo dài đó chị vẽ từ dưới lên á nha, vẽ từ dưới lên tới phần eo là được rồi nha. Thì giống như là mình việc dạy cho chị là vẽ thực tế luôn cái kích thước luôn á ha. Dù gì chị tiếng này chị đầm với tập chị quen rồi, sau này chị cái mạnh dạng chị áp dụng cái áo dài thật, hoặc là áo chị có áo đầm hay gì đó đầm suông á, hoặc là những cái áo áo dài á, chị có thể vẽ lên để tết mặc đi chùa hay là đi chơi ví dụ như vậy ha. Rồi thấy không, chị thấy có 4 buổi học thôi đúng không chị? 4 buổi đó là chị thấy có 4 buổi học thôi mà trước giờ chị cũng đâu có biết vẽ hay cầm cọ đâu đúng không? Chưa vẽ luôn á, chưa có hề biết vẽ luôn đúng không? Chưa vẽ bao giờ luôn á, mà bây giờ chị thấy mới có 4 buổi học thôi thì cũng phải do chị có cố gắng nữa đúng không? Chứ chung là hai bên đều phải hợp tác. Thì bây giờ việc dạy chị hết lòng, chị cũng phải cố gắng hết sức đúng không? Chứ giờ việc dạy hết lòng mà chị không có chịu tập luyện, chị không có trau dồi thì làm sao giỏi? Chị cũng chịu khó đó. Nói chung là chị cũng có cái sự chịu khó cố gắng á, cho nên chị mới làm được như vậy. Vẽ vải gì thấy đâu có dễ đâu đúng không? Không hề dễ dàng, cũng phải nói chung là phải tỉ mỉ lắm, cũng phải kiên nhẫn lắm mới làm được đó. Đây là nói thật nghe nè, là chị vẽ hoàn toàn hết chứ đâu phải là việc vẽ đúng không? Đâu phải việc nói chị vẽ đâu. Đâu phải mình nói không đúng thật đúng không? Đó, hôm nay là việc tới nhìn cái hình vẽ của chị là rất là mát cái lòng, vui á. Thấy công sức mình giúp người ta thỏa mãn được cái đam mê. Đó, tuy là bây giờ lớn tuổi không có phải là làm để kiếm tiền, chủ yếu là làm để vui thôi, đúng không? Giờ tuổi chị cũng về hưu rồi, giờ có vẽ cho vui thôi chứ đâu có làm hoặc cần phải đi làm gì nữa. Chị thấy việc dạy cũng dễ hiểu đúng không? Dạ. Ok. Rồi chúc mừng chị nha, hoàn thành bài học đầu tiên. Giờ phải chuẩn bị mình học, hôm bữa chị xong hết bài cúc này đó nè, cũng đẹp nè. Bữa nay là lên cái hình này hoành tráng hơn nữa. Thì cái cúc này đó cũng vậy đó, dù việc dạy chị vẽ 2 bông rồi, chị về chị cứ áp dụng 3-4 bông vô, nối tiếp vô cho nó liền lạc một cái hình hoành tráng lên. Ha. Ok hả chị ha? Rồi chúc mừng.